Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông thăm và chúc Tết tỉnh Mondul Kiri nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích cao trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia. Bắt khẩn cấp nam thanh niên điều khiển xe máy tông cảnh sát giao thông. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Văn Chiến, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông làm trưởng đoàn đã thăm và chúc Tết tỉnh Mondulkiri nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia vào chiều qua, mùng 8 tháng 4. Tại buổi thăm, chúc Tết, đồng chí Lê Văn Chiến khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Campuchia nói chung và hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri nói riêng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cơ sở nền tảng của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến tin tưởng rằng năm 2024 và những năm tiếp theo, hai tỉnh Đắk Nông và Kiri tiếp tục tăng cường mối quan hệ, chia sẻ, hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa để tình cảm ngày càng thắt chặt, đậm sâu hơn trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị vì nhân dân hai bên. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã trao tặng những món quà ý nghĩa cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền năm 2024 tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Ban tổ chức các cấp tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng tri bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, đổi mới nội dung sinh hoạt tri bộ. Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đắk Nông, tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tổ chức sáng nay mùng 9 tháng 4. Cấp ủy, ban tổ chức các cấp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động chi bộ, cải cách hành chính trong Đảng, nắm chắc nhiệm vụ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng để thực hiện đúng quy định. Về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 13 và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên yêu cầu tập trung giá sát, quy hoạch cán bộ, tiếp tục củng cố kiện toàn cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhất là cấp ủy còn thiếu so với đề án. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chuẩn bị nhân sự cho đại hội cần được chú trọng. Sáng mùng 9 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Thanh, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông vì có thành tích cao trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia dự thi khu vực và quốc tế năm 2024. Theo đó, học sinh Nguyễn Anh Dũng, lớp 12 chuyên Tin học được tặng bằng khen vì đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia dự thi khu vực và quốc tế năm 2024 và 100 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Sơn Nguyễn, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen thầy giáo Nguyễn Đình Khương, tổ trưởng tổ Tin học, giáo vụ vì đã có thành tích cao trong công tác phát hiện và bồi dưỡng cho học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia dự thi khu vực và quốc tế năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa chỉ đạo đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp năm 2024 và những năm tiếp theo. Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Đắk Nông xây dựng kế hoạch tham gia từ 10 sự kiện xúc tiến đầu tư, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước và 3 sự kiện ngoài nước, thực hiện tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức từ 3 sự kiện trong hoặc ngoài tỉnh các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, thông tin quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, thông tin tiềm năng và lợi thế thu hút đầu tư, các tài liệu, ấn phẩm cần thiết. Lực lượng công an Đắk Nông đã bắt được Trần Mạnh Triển, sinh năm 2001, chú thôn 8, xã Trường Xuân, huyện Đắc Song, điều khiển xe máy tông bị thương một cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Phú, thành phố Giang Nghĩa. Trước đó, vào khoảng 19h35 tối mùng 8 tháng 4, Trần Mạnh triển điều khiển xe máy với tốc độ cao, đi vào làn ô tô, bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, triển không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào thượng úy Vũ Lâm Hải đang làm nhiệm vụ. Sau khi tông vào cảnh sát giao thông, triển đã vứt xe, bỏ chạy. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Lực lượng công an đã bắt được triển khi đối tượng đang trốn tại một dãy cà phê trên đường tránh thành phố Giang nghĩa. Theo công an thành phố Giang nghĩa, qua kiểm tra nhanh, triển không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.